Rồi, mến chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cắt cỏ Honda GX35. 4 thì hàng chính hãng của Honda luôn ha. Thì giá con này hiện tại tại cửa hàng là không có bao ship, thì giá là 5.200.000 đồng. Có cả cần đồ đầy đủ ha. Các bạn thấy không, giữa cái hàng mà hàng phay á, cái hàng coi như không chính hãng, nó cũng là Honda, nhưng mà các bạn khui thùng ra bên trong nó mới có Honda, nhưng mà ở ngoài thùng nó không bao giờ dám in Honda, và nó không có tem chống giả mã vạch ha. Thì Honda này là của Made in Thái Lan các bạn, đây Made in Thái Lan các bạn thấy không, đó nghiêm chỉnh đàng hoàng ha. Đó đó, nó có tem đồ đầy đủ, tem nhập khẩu nó bị phai mất rồi, đó đầy đủ. Giá là 5.200.000 đồng. Thì nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì gọi cho mình qua số điện thoại là 0879 788838, có Zalo luôn, hoặc là các bạn gọi 0987043052, cũng có Zalo luôn, nhưng mà số đó là cái số mà mình để làm về âm nhạc, thành thử ra mình muốn chuyển một cái số chuẩn của mình là mình buôn bán hàng này là số 0879 788838 ha. Thì trên đó mình sẽ có hình ảnh đồ của máy móc đồ luôn cho các bạn ha. Còn nếu mà rồi ở đó thì có Zalo luôn và có số ấy luôn, bây giờ mình sẽ khui ra ha. Đây. Thì cái hàng mà hàng Thái Lan mà chính hãng á, thì nó mới ngoài thùng nó mới có là chữ Honda ha. Còn hàng mà không chính hãng nó sẽ không có nha bạn nha. Nói chung thì cũng đã khui ra rồi, để xem thử rồi, nhưng mà dán lại. Đây, ở đây thì nó có một cái động cơ ha. Để khoan từ từ đã, mình lấy những cái trong thùng ra. Có một bộ đồ nghề nè, bộ đồ nghề, đó, zin của nó. Gồm có hai cây lục giác, một chìa khóa 8-10 và một tiếp mở bu ri ha. Rồi, kèm theo là một cuốn sách, một cuốn sách in chữ Anh và tiếng Anh và tiếng Thái ha, GX35. Đây, nguyên đai nguyên kiện của nó. Đây, còn dính nguyên thôi để vậy đi. À, nó có cái scan QR, mã QR đồ đầy đủ ha. À, thì đây giờ mình sẽ mở cái mà cái phần bên máy này ra cho bạn xem. Đây, về màu, về cái mà cái hàng mã hàng zin với cái hàng mã hàng nháy, cái hàng phay nó gần giống nhau ha. Thì hàng phay của nó là của Trung Quốc sản xuất, nhưng mà hàng này là hàng Thái, thì các bạn thấy hoàn toàn nó cũng giống nhau về mẫu mã thôi, chứ về thí dụ như con tem nè, cái màu sắc con tem nó khác. Ở đây thì nó ghi là Made in Thái Lan đàng hoàng ha. Trên cái này nè, Thái Honda nè, GX35 nè ha. Thì ở con tem này á thì nó ghi là chữ Thái, chữ Nhật. Chữ Nhật và chữ Thái. À, chữ Nhật và chữ Thái nè. Đây. Cách mà mình để chế dầu nhớt đồ vô ha. À, ở đây nó có tiếng Việt nữa. Ở đây có tiếng Việt, có tiếng Việt. Nhập khẩu mà không có sẵn nhớt trong động cơ nên châm nhớt đến mức quy định. Này, bảo đảm hàng Thái 100% các bạn nha. Đây có mã nè, có mã chết nè. Các bạn mua cái này mà lạng quạng rất là dễ bị lầm các bạn nha. Đó, cái này cái nòng nó nhiêu quên rồi ta, nòng 39 ly hơi 35, 35cc 4 thì. Đó, bạn thấy về màu sắc nè, như cái này chữ này thì các bạn nên hiểu nè, có nghĩa là ở cái hàng, cái mặt hàng này là nó không có được, nó không được phép bán cho vào Mỹ, Canada và Úc ha. Ba nước đó sẽ không có nhập cái loại này. À, nó cái hàng này là nó không
nó không cho nhập qua bên mấy nước đó. Mấy nước đó họ sẽ sử dụng cũng hàng Honda nhưng mà loại khác nha. Đó, đây tem cái chữ nổi nè, nó còn kèm theo một cái con tem SD và đó này, các bạn thấy không, cái dàn tem của nó nhìn khác với là hàng phay. Bên này là chữ đúc nổi trong sườn luôn ha, có mã nè GX35 ở đây ha. Rồi các bạn thấy không, từ cái mà cái từ cái đây chật chà mình làm trầy rồi. Đây, từ cái mà cái lốc nè, các bạn thấy không, cái lốc nhôm nè, cái lốc nhôm tới bộ bố nồi đồ này nọ, các bạn thấy không, nó nhìn nó là cái màu sắc đồ của nó xịn sò, nó khác. Cái này hôm nay đáng tiếc là nó không hết cái máy mà mấy loại mà của hàng Thái, mà Thái kêu bằng hàng không chính hãng á, hàng Thái thị trường, hàng của Trung Quốc, nói thẳng là của Trung Quốc á. Để mình so sánh cho các bạn xem, các bạn sẽ thấy hai cái hàng Thái xịn với Thái dỗm nó khác nhau ở mức độ nào ha. Quá đẹp luôn. Rồi, rồi còn đây là cái cần của nó ha. Này, cái cần của nó. Cái cần của nó các bạn thấy không? Cũng là Honda Power, có nghĩa là cái bộ kèm theo của Honda. Rất là đẹp luôn. Chiêm ngưỡng nhé. Thôi, mở ra cho anh em chiêm ngưỡng đi ha. Nó bấm quá kỹ càng. Mình đâu có sợ. Rồi. Chung cái này thì nó đắt nhưng nó sắc ra miếng. Tiền nào của đó thôi. Thêm bao nhiêu? Thêm có 1 triệu 2 nữa thôi. Sao? 2 triệu 2 với 3 triệu, 5 triệu 2 là 2 triệu 2 chứ anh nói sao? Sao? Đúng rồi, 2 triệu 2, đúng rồi, 2 triệu 2. 3 triệu với bên này là 5 triệu 2 là 2 triệu 2, thêm 2 triệu 2 nữa. Nhiều chứ anh nói sao nha. Nhiều tiền chứ anh nói sao. Rồi 2 triệu 2 nữa, tính ra gần bằng nửa cái máy rồi. Nhiều chứ. Nhiều chứ sao mà hết được. Rồi đây, cái bộ đeo nè. Từ cái bộ đeo rồi mình cũng thấy nó tuyệt vời ha. Cán cỏ nè, nó dày mà nó bóng. U cha cần ô nhôm sọc luôn, quá độc. Hàng Thái Lan quá tuyệt vời ha. Có khe làm mát đây nữa. Coi cái tung ra, tung nó hơi gì đẹp. Cái tung đẹp rút ra. Cái tung rồi gì nó cũng làm nó khác biệt hết mấy cái kia. Đúng rồi, tung cũng khác, mọi thứ đều khác ha. Ốc vít đồ có kèm đồ sẵn đây hết. Cần này là cần sống. Cần sống là xoay được. Cần này xoay được, anh muốn chế thì anh thiết cái này lại. Xoay được luôn. Cái này là cần xoay. Wow, quá tuyệt vời ha. Cái này khi nào anh muốn thay cước thay gì anh lật lộn nó lên. Cái máy nó vẫn nằm yên. Trong mắt sắc ra miếng. Tay ga đồ gì đó. Tay ga. Quà tay ga độ màu sắc nó khác với kia ha. Ha, nhìn nhựa độ khác với lại thằng lô ha. Tiền nào của đó thôi. Đó, quá tuyệt vời đúng không các bạn? Tuyệt vời. Đây, bộ nè. Đầu bò nè. Nó tương đương gần như tương đương với cái đầu bò hu bana không có cái con maru á. Nó giống như cái con maru, gần giống với con maru. Đó là cũng 9.000 nè. 9.000 vòng trên phút á. 9.000 vòng trên phút. Đây tản nhiệt nè. Cái cần này cũng tản nhiệt luôn. Cần sọc luôn, nó cũng khe tản nhiệt nè. Nói chung xài cái này thì nó mát. Ốc chà bá luôn. Chính anh chạy chung tipuri á. Xài chung tipuri luôn, chính luôn. Cái này thì nhìn thấy cũng hay vậy mà. Đất đỏ nó dính cũng được lắm á. Nhưng mà nó mát. Nó mát, nó tản nhiệt mà. Có nghĩa là nó chế ra cái sọc này là nó tính hết. Có nghĩa cái khe này để nhiệt nó thoát ra. Người ta nhái quá, bên kia người ta nhái quá, giờ làm hàng này người ta chưa có nhái kịp. Không, nó tản nhiệt với lại cái sọc này là nó cứng cái cần lắm. Em nói anh nó bị nhái nhiều quá, bây giờ này anh muốn thay đổi, anh thay đổi chút xíu này người ta thay đổi, người ta phân biệt được. Cho nó nhanh.
Với lại cái này nó cũng cứng cần lắm. Dạ. Nó cứng, nó sọc là nó cứng à. Dạ, tức là bị hàng nhái nhiều quá, anh phải đưa lên cái này để cho nó thay đổi ở thay chút bây hơn. Giờ người ta muốn nhái là cũng phải thay đổi cả đúng một rồi. Cái công nghệ cái đã. Đúng rồi, đúng rồi. À, quá tuyệt vời luôn ha, từ cái dây đeo dây đồ. Rồi. Một cái giá phải nói là rất rẻ luôn. 5,5 triệu. Không mắc đâu. À 5,2 triệu quên. 5,2 triệu. GX Thái Honda, nhà máy sản xuất tại Thái Lan. Ok. Tem ok là tem là quá ngon à, là tem ok kêu bằng tem chứng nhận á là ok đó. Màu đỏ. GX 35T. 4 thì nha. 4 thì. Động cơ 4 thì y của Nhật luôn, y màu sắc của cái máy của Nhật luôn. Cái này là hàng này không được vào không được xuất khẩu qua EU. Qua Mỹ, Canada, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Qua Mỹ, EU và Canada chỉ sử dụng cho Đông Nam Á thôi và Trung Á. Úc rồi gì đó không cho vô. À không cho vô. Bên đó chắc có cái tôi nghiệm nó bên đó. Thôi mình không quan tâm. Thôi kệ nó đi. Từ cái chữ Honda đồ này nọ nữa, hàng này nó cũng nhìn nó cũng hơn hẳn mấy người kia. Rồi bạn nào có nhu cầu thì alo nha các bạn nha. 5,200,000 đồng gồm có động cơ và cần đầy đủ không luôn. Và không có bao ship nha các bạn nha. Tiền ship thì nó cũng không có nhiều tiền đâu. Chừng khoảng 100+ á. 100+ chục ngàn cái 100 khoảng 100+ á tiền ship á. Nhưng mà mình không có lấy tiền ship trước. Mình chỉ tính bán cái máy thôi là 5,2 triệu nguyên bộ vậy thôi. Rồi mến chào các bạn nha.